VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây. Xin chào tất cả các bạn vừa được nghe một chất lượng âm thanh thực tế đến từ một dàn karaoke có sử dụng mixer BF Audio K6000. Và đây chính là một chiếc mixer mà các quán karaoke VIP thường sử dụng. Và hầu như quán nào chúng ta cũng muốn sở hữu cho mình một bí kíp để thu hút một lượng khách đông, đúng không nào? Và ngay bây giờ VIP Phương sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem chiếc BF Audio K6000 này có điều gì đặc biệt mà khiến chúng ta lại thích thú như vậy. Nào, hãy cùng VIP Phương tìm hiểu nhé. Khi hát, bạn không còn phải bất hứng vì chuyện tí, re, rít, hú mà còn có thể thoải mái thể hiện loud show của mình. Vì khả năng chống hú của BF Audio K6000 gấp 5 lần những mixer thông thường. Nếu bạn là fan của dòng nhạc sôi động, bốc lửa, muốn quậy hết cỡ, muốn có không khí và chất nhạc như quán bar, bin lớp, thì mixer BF Audio K6000 sinh ra là dành cho bạn. Và một điều nữa là nếu bạn không có giọng hát hay thì cũng chả sao, bởi vì mixer BF Audio K6000 Pro hỗ trợ giọng hát tối đa, có khả năng tôn giọng, giúp tiếng ca ra lo tròn, rõ và thanh hơn. Tái tạo các dải âm hoàn hảo, âm treble trong trẻo như mượt mà, âm mix nội rõ không bị lấn át, âm bass xuống sâu liên tục nhưng dứt khoát. Đang sở hữu những tính năng hiện tại tiên tiến mà chỉ có BF Audio K6000, còn có thiết kế khá nhỏ gọn, tinh tế lại tương đương với một đầu thu sóng micro, mang lại sự sang trọng và vô cùng đẳng cấp. Chắc các bạn không biết 50% độ hay dở của một dàn âm thanh đó tùy thuộc vào sự quyết định của chiếc mixer. Và chiếc mixer BF Audio K6000 này sẽ giúp cho dàn âm thanh gia đình bạn và các quán của bạn sẽ lên đời trong vòng 3 nốt nhạc mà thôi. Tất cả là nhờ những điểm vượt trội mà chiếc mixer BF Audio K6000 này có được. Và còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình một chiếc mixer tuyệt vời như thế này, và giá của nó chỉ có 9 triệu đồng mà thôi. Các bạn hãy liên hệ qua số hotline 0902 799 186, hoặc truy cập vào website vdashop.net để được biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Một lần nữa rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần này. Xin chào và hẹn gặp lại.